mình, tất cả đều trở thành Lego hết các bạn à. Hello và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Toga TV. Và một lần nữa các bạn đang rất là thắc mắc tại vì sao hôm nay tụi mình nhìn kỳ cục quá vậy. Có phải là tụi mình đang chơi game khác ngoài Minecraft không? Nhưng mà không phải các bạn, ai cũng nhìn như là những cái bộ Lego xếp hình vậy. Có nghĩa là hôm nay chúng ta sẽ sinh tồn một block Lego đó mọi người. Những cái cây hay những cái block mà tụi mình đang đứng trên nó cũng là Lego luôn các bạn. Trong này có bạn nào thích chơi Lego không thì đừng quên comment ở dưới nha các bạn. Còn bây giờ thì mọi người ơi, chúng ta hãy sinh tồn như bình thường bằng cách là chúng ta chặt gỗ đi. Ôi giời, cái miếng gỗ kia rất mất tiêu rồi. Cái miếng gỗ là một cái miếng nó được sắp xếp bởi những cái cục Lego đó các bạn. Trời ơi, cái thế giới kỳ lạ không quen gì hết trơn. Trời ơi, sao mà quen được, cái này đúng mới gọi là thử thách chứ đúng không mọi người. Chúng ta sẽ lấy cái miếng gỗ này, sau đó chúng ta sẽ chế tạo. Bạn chế tạo hay nào? Ủa mà thử thách này là gì vậy, làm sao để thắng? À, bình tĩnh, đúng rồi, quên nói với mọi người. Và để thắng được trò chơi ngày hôm nay, chúng ta sẽ phải đánh bại tất cả những người chơi còn lại. Có nghĩa là nếu mà trong góc độ của tôi là tôi phải tiêu diệt Nabi, tiêu diệt Huy và tiêu diệt Jack thì tôi mới có thể hoàn thành được trò chơi Lego này. Cái gì? Đúng rồi đó. Không thua đâu. Được rồi, để xem thử ai sẽ là người sống sót cuối cùng trong trò chơi này sẽ là người chiến thắng đây các bạn. Để ý nha, cái này là trò chơi một mạng đó, chỉ cần mà chúng ta sơ suất, chúng ta lọt xuống dưới một cái là chúng ta coi như là thất bại trong trò chơi này luôn đó nha mọi người. Bên kia nó có một cái cục lucky block ở giữa kia để làm gì đúng không mọi người, thì đó chính là một cái lucky block Lego các bạn à. Cái lucky block đó nó sẽ cho chúng ta một cái vật phẩm vô cùng may mắn để chúng ta có thể đánh bại những người chơi còn lại, cho nên là chúng ta phải cố gắng qua bên giữa nó càng sớm còn tốt các bạn, để chúng ta có thể lấy được nó. Nhưng mà trước tiên để mình mở cái đường này ra, bên trong có gì? Bên trong này chúng ta có lava và hạ băng các bạn, để chúng ta có thể làm một cái nguồn nước để đào đá các thứ các bạn ơi. Tôi thắc mắc không biết sau khi mà mình đổ nước ra thì nước ở cái trạng thái mà Lego thì nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình sẽ đào mấy cái này ra trước nè, sau đó mình sẽ đặt cái cục băng này xuống và mình sẽ đập nó để xem sau khi nó đào thành nước nó sẽ như nào. Hay cha, trời đất ơi các bạn, cái này chỉ là block nước nhưng mà trong trạng thái Lego này mọi người. Cái cục này là một cái cục để mà lắp ráp vô các bạn, và nước nó cũng chảy sang từ một bên đây. Và trời ơi hay quá em. Được rồi, vậy mình sẽ đào nút bên này và mình sẽ đổ lava vô để tạo thành một cái chỗ đào đá các bạn ơi. Và đây chính là lava trong phiên bản Lego này các bạn. Kết hợp mọi thứ lại thì chúng ta sẽ có thể tạo ra các bạn như này. Lava nó sẽ chảy ra đó và nó sẽ tạo ra hai một cái cục đá để cho mình đào. Mình có thể farm đá từ hai cái block Lego đây các bạn. Chúng ta sẽ lấy thật là nhiều đá để chúng ta có thể bắt block qua bên giữa kia kìa các bạn ơi. Được rồi, nhanh lên. A few moments later. Tôi nghĩ là bây giờ tôi đã có rất là nhiều đá. Ủa, Jack nó vẫn đang mở rộng cái khu đất nó ra kìa các bạn. Nhưng mà Jack nó sẽ không để. Bây giờ mình sẽ tranh thủ khúc này, mình sẽ đặt block đá qua để mình lấy cái cục lucky block kia khi mà mọi người đang không để được. Mình sẽ lấy được nó cho mà coi, các bạn ủng hộ cho mình nha. Sắp tới rồi sao? Ôi, ơi, cái gì em Huy nó quăng cái vô. Ây da, cái gì đâu vậy? Chú cầm cái cục đất Lego nó quăng mình à. Ôi, Huy đất mày làm cái gì vậy? Mày tưởng mày giả điên mày qua mày khiến bằng thơ được không? Ôi trời đất ơi, hên quá các bạn ơi. Huy nó cầm đất nó quăng mà chúng tôi, mà tôi rớt xuống một cái là coi như tôi thua luôn. Tại vì tôi chỉ có một mạng thôi à. Xích nữa là lấy được rồi. Để ý nhằng tâu gà nó qua giữa lấy bà lắp. Trời đất ơi, chơi dơ hả? Trời đất ơi, chơi dơ. Mọi người không lấy thì tôi lấy thôi. Được rồi, chết rồi các bạn ơi, mình bị phát hiện rồi, chết rồi. Bây giờ sao ta? Chúng ta tranh thủ chúng ta đào đá một chút xíu rồi đi. Rồi để tranh thủ mình sẽ kiếm một cái gì đó để mình có thể qua bên kia lại các bạn ơi. Để tăng thêm phần an toàn cho cái vùng đất của mình, tôi nghĩ mình sẽ mở rộng cái khu đất này ra cho nó an toàn các bạn. Để mình sẽ mở rộng cái khu này ra nào. A few moments later. Các bạn, mình đã vừa mở rộng khu đất của mình ra và bây giờ nó rất là rộng rãi luôn, và tôi nghĩ mình có thể xây được một căn nhà bằng Lego ở đây luôn đó. Tôi nghĩ mình sẽ xây một cái nhà ở đây cho nó là kiên cố luôn các bạn ơi. Mình đã xây ra một căn nhà bằng Lego trong Minecraft rồi đấy. Trời ơi, cái căn nhà nhìn nó mắc cười quá các bạn. Như này, mình phải lắp ráp nó vô đó. Mình phải lắp từng cái khớp Lego vô nó mới ra được cái căn nhà này. Mình đi vô căn nhà cho bạn coi. À, cái căn nhà Lego hơi bị xịn xò luôn. Màu trắng, màu đỏ giống là màu của con gà luôn đó các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình đã có một căn nhà kiên cố đây là mình đã yên tâm hơn rồi đó mọi người à. Sắp tới luôn. Ôi, rồi mình nghe. Ôi, cái gì vậy? Tâm Giác nó đang bắt bóc qua. Tâm Huy nó không đi, nó đang xây nhà. Ôi, chết rồi, nếu như vậy thì Giác nó sẽ lấy được cái lucky block sao? Không được. Không trễ rồi tô gai. Tập nè. Chết rồi, bây giờ mình phải về mình đào đá gấp coi. Tôi nghĩ từng đá này là đủ rồi. Bạn ơi, tôi đào được rồi. Tôi đi làm cái vậy? Xe Lego nè. Trời đất ơi, đảo thì chết rồi các bạn. Mình phải qua lẽ thôi. Cái gì, cái xe Lego được gì? Mình phải qua coi mình được. Đâu. Bye bye tô gai nha. Trời đất ơi, dắt nó lại được chiếc xe Lego về nhà luôn rồi. Đã quá vậy trời. Thật thiệt chứ, mình thích chiếc xe luôn quá trời luôn. Được rồi. Ôi, nhưng mà hình như cái lucky block ở đây nó vẫn còn nè Jack ơi. Được rồi, vậy bây giờ mình cũng sẽ đào một cái xem thử mình sẽ được cái gì đây. Tò mò quá à. Wow, được cái gì đây các bạn ơi? Chà, mình đào ra được cái gì đây? Ui, các bạn ơi, mình vừa đào ra được một Lego TNT hả? Wow, đã quá vậy đâu. Nhưng mà cái cục này làm được gì ta?
Huy Núp đã xây một cái thành kiên cố và không ai có thể đánh bại được Huy Núp. Ồ, bằng Lego ở bên kia kìa coi. Được rồi, đã đến lúc mình sẽ thử sử dụng cái cục TNT Lego này xem tụi nó làm được gì các bạn ơi. Quăng nè, hãy cha. Huy Núp đâu, Huy Núp rồi. Thôi bé ta lên, bay nè con, bay nè con. Bay nè con. Vậy thì thành kiên cố với tụi tôi. Cha bay nè. Ôi ơi, cái thành của nó kìa nổ chân rồi. Này thì kiên cố với chúng tôi hả? Tố gã sao mày phá thành của tao được vậy? Tất nhiên rồi, tại vì tao vừa đập cái lucky block hả Lego này ra cho tao một quả TNT hả Lego này nên tao mới có thể phá được thành mày đó. Mày đợi đó, tao sẽ trả thù. Mình sẽ đi về, mình sẽ hả gọi là mình sẽ thay thành lên, mình bảo vệ cái thành của mình một chút xíu các bạn. Nếu không lỡ xíu nữa tụi nó phá cái thành mình là mình thua chắc luôn đó. Nhà bay cũng xây một cái thành bằng đất thì là kiên cố nè. Trời trời, hả lắp ráp Lego gì các bạn, trời ơi mắc cười chứ. Nhưng mà tôi nghĩ thành bằng đất hay là thành bằng gỗ giống Huy Núp như vậy nó không có an toàn một chút xíu nào cả. Mình cần một cái block gì đó cứng hơn, cho nên tôi sẽ sử dụng cái gạch mà mình dùng để xây căn nhà này. Mình sẽ xây làm cái thành luôn các bạn, đó chính là block Lego bê tông đó, cho nó hả nó cứng cáp đó hả, nó an toàn mọi người đó. Mình sẽ xây xung quanh đó cho các bạn. Nhìn giống như là mình đang chơi trò lắp ráp Lego vậy bạn. Lắp vô này, trời ơi lại mắc cười quá. Được rồi, để mình đập cái rương này đi. Mình sẽ thay cái rương này thành một cái bức tường luôn các bạn ơi. Mình đã xây lên một cái thành thiệt là kiên cố cho cái hả cái chỗ của mình rồi. Bây giờ chỗ mình nhìn nó rất là an toàn và không ai có thể xâm phạm được luôn các bạn ơi. Tôi nghĩ mình sẽ qua bên kia để mình đập tiếp cái cục lắc kia. Ok vậy. Tao đang qua được ở giữa. Huy Núp đang qua rồi kìa. Huy Núp nó sẽ đập lắc kia lắc tao. Ôi không được Huy Núp ơi. Đào ra được cái gì đây coi, để xem thử coi. Ôi cái gì vậy? Cái gì vậy, sao nhìn nó giống một con quái vật Lego khủng long ấy. Huy Núp ơi, coi chừng nha. Huy Núp bỏ chạy. Trời ơi, Huy nó xui như vậy, nó đào ra nguyên một con quái vật Lego. Huy Núp nó chặn lại rồi kìa, coi chặn nó lại rồi kìa. Leo leo thách mày vô đây đó. Ôi giời đất ơi, Huy Núp, ôi hình như nó đang đi ngược lại. Ơi đừng nói là nó qua tấn công nhà tôi nha. Ai. Con khủng long nó tới nhà tôi rồi. Ôi không, trời ơi là Huy Núp nó bao quá các bạn ơi. Bay nè con, hãy bay nè con. Cút ra cái này là mày nè. Trời đất ơi, Huy Núp bao quá các bạn ơi. Nó đập lucky block gì mà xui dữ vậy trời. Tôi quăng TNT sao mà hả bể hết mấy block nhà tôi luôn rồi trời ơi. Vậy là nhà mình hết kiên cố. Ủa cái gì vậy? Từ nãy giờ tôi gà chưa bị lội, sao để tôi lội không cho? Dắt nó lái xe qua đây trời ơi, sao mà hả tới cái này chưa hết rồi tới cái kia rồi. Không lẽ cho bên tôi là tôi gà. Ủa cái gì vậy? Ôi dắt nó lộn tôi ơi, dắt nó lộn tôi kìa. Nhưng mà nó để lại chiếc xe cho mình. Ok cảm ơn rất nhiều nha, lái về nhà tôi. Trời đất ơi đã quá các bạn. Vậy là mình đã loại được một người thành công mà không cần phải tốn công sức nào cả. Thay vào đó mình còn được một chiếc xe Lego xịn sò nữa nè các bạn, nhìn nè. Vậy là chúng ta đã loại được một đối thủ rồi, chỉ còn Huy Núp với chị Nabi nữa thôi là mình có thể thắng được trò chơi Lego ngày hôm nay rồi. Nhảy lên và chúng ta sẽ đập cái lucky block Lego tiếp theo xem thử nó sẽ cho mình cái gì đây. Hãy cha, cái gì vậy, mình đào được cái gì? Ôi trời ơi, đây chỉ là một đứa con Lego tí hon. Sao trời ơi nhìn dễ thương quá vậy, không biết thằng nhóc Lego này nó sẽ giúp được gì cho mình ta. Lên xe đi về nhà này, ta sẽ chở nhóc về nhà ta này. Đi về đây. Trời đất ơi, mình ra mình đào được một block và một đứa nhóc thiệt là dễ thương luôn các bạn ơi. Xem nè, ta mới đập được con robot Lego nè. Cái gì rồi, trời ơi, cái con gì mà bự quá vậy các ơi. Trời ơi, sao Huy nó phải đập cái gì mà xịn quá vậy, mà thấy không ổn được. Nhà tao gà đây. Rồi xong rồi các bạn, chúng ta có nhóc Lego tí hon này ơi. Nhưng mà không biết nó làm được gì con robot bự vậy ông trời. Baby Lego ơi, lên tấn công đâu ơi. Hai bên đang đánh nhau kìa bạn ơi. Robot đang đánh với lại con em bé Lego của tôi. Không biết ai sẽ chiến thắng này. Các bạn cổ vũ cho em bé Lego của tôi đi. Mặc dù nó nhỏ bé nhưng mà nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ đó mọi người. Cố lên nào mọi người, đánh nó lên xuống đây. Ôi trời ơi, cố lên. Các bạn hãy cổ vũ cho con gà bằng cách comment nha. Con robot của bạn sẽ bị đánh bại rồi. Cố lên nào con gà ơi. Cố lên ơi, cái gì? Ôi cái gì? Trời đất ơi, hai đứa đáp xuống chung luôn rồi kìa. Trời ơi, vậy là baby Lego đã hy sinh để bảo vệ cho căn nhà Lego của con gà rồi. Còn bây giờ thì tới lượt mày vô đất bay, dám kêu con robot tấn công nhà tao. Bye bye nè. Chào. Ôi, đất rớt luôn rồi kìa. Vậy là Huy Núp cũng đã bị loại luôn rồi cùng với dắt phía đuổi. Vậy là chỉ còn lại Tô Gà và Nabi trong trận chiến này thôi sao? Chị Nabi ghe vô, hay vô nè. Ôi trời ơi, chị Nabi vẫn đang núp trong hai cái thành đất của mình. Chết rồi, vậy bây giờ mình cũng khó để tấn công chị Nabi đó các bạn. Tôi nghĩ mình nên bắt bắp qua để xử chị Nabi cái thôi nè. Qua nhà chị Nabi rồi. Tới rồi nè, trời ơi căn nhà bằng đất dữ dằn ha. Mình xử chị Nabi đó là mình sẽ thắng được trò chơi này. Chị Nabi ơi, đầu hàng đi nào ha ha. Cái gì? Ôi, chị Nabi đào đằng sau lưng chị đó có cái khẩu súng gì ghê vậy? Chị có hồi nào vậy? Đúng rồi đó, chị đào lúc mà em không để ý đó, lúc em chạy cái tay mọi người đó. Cái gì chứ? Em sao mà đậu hàng được? Không đậu hàng thì... Ôi, trời ơi, cây súng đó. Ôi, nó bắn đúng rồi,
kinh mà không có hào quang chủ kinh gì hết trơn, ngày sao mà bị Nabi đánh bại rồi. Trời đất ơi, chị Nabi là người chiến thắng trong cái cuộc thi Lego này rồi các bạn. Ok, thì các bạn thấy video này như thế nào, đừng quên để lại tôi một like, một subscribe. Hôm nay tôi gà đã thua rồi, mặc dù các bạn đã cổ vũ cho tôi rất nhiều, nhưng mà không sao các bạn, chị Nabi hôm nay đã chơi rất hay, chị Nabi kiếm được cái khẩu súng này. Hồi nào tôi không biết luôn các bạn, các bạn muốn coi video khác của tôi gà thì các bạn hãy bấm vô trên màn hình này nè. Còn bây giờ thì bye bye.